Người có tiền rốt cuộc sướng bao nhiêu, cho dù bị bắt cũng không hoảng sợ. Anh ta nói to với những phóng viên ở ngoài, cứu được tôi ra ngoài thì tôi sẽ cho người đó 100 triệu đô. 100 triệu đô. 100 đô la không phải là một con số nhỏ, đủ để một người bình thường sống mấy đời. Tin tức này một khi phát ra đã dẫn đến một trận náo động lớn, xã hội đen địa phương, dân xã hội nổi tiếng thế giới. Ngay cả các tù nhân trong tù cũng nhìn thấy được tin tức này. Này tên nhóc, mày nói là thật à? Đương nhiên là thật rồi. Sang Biel là chùm ma túy nổi tiếng nhất Trung Đông, trên người trị giá hơn vài tỷ đồng. Anh ta bị áp tải lên xe buýt, chờ xe cảnh sát phía sau đơn độc đưa vào tù. Tài xế xe buýt cũng đã sẵn sàng cho việc bàn giao, nhưng bầu không khí có vẻ không đúng. Sang Biel cũng nở nụ cười tươi rói, quả như dự đoán. Không ngờ rằng người đầu tiên phản bội lại là người cảnh sát áp giải tù nhân. Anh ta trực tiếp đến trước mặt Sang Biel, mở còng tay, đem anh ta xuống khỏi xe. Thấy đã thành công, đồng phạm phụ trách yểm hộ cầm súng ra, hướng về phía đặc cảnh bắn điên cuồng. Đặc cảnh lập tức phản kích, tên phản bội này lập tức được đưa đi lĩnh cơm hộp, tên còn lại nhanh chóng đưa Sang Biel lên xe cảnh sát. Nhưng còn chưa đợi anh ta lên xe, Sang Biel đã đạp chân ga lùi về phía sau. Mất đi bảo vệ, tên cặn bã này cũng sống không quá một giây. Mà Sang Biel cũng không thể vòng vây của cảnh sát, cuối cùng bị bao vây bởi đặc cảnh. Đáng thương cho hai kẻ phản bội, còn chưa nhìn thấy 100 triệu đô như thế nào đã phải song song đi lĩnh cơm hộp. Nhưng tin tức 100 triệu đô vẫn tiếp tục gây xôn xao, thế lực các bên đã sớm để mắt đến. Phía cảnh sát cuối cùng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Để tránh phát sinh những sai lầm tiếp theo, bọn họ quyết định dùng một chiếc trực thăng để hộ tống trên không. Trên sân thượng tòa nhà trụ sở, đặc cảnh đã thực hiện tốt việc phòng thủ chặt chẽ, mọi người đưa anh ta lên trực thăng. 100 triệu đô chia thành 6 phần thì là bao nhiêu nhỉ? Tầm 16 triệu, có thể khiến tôi tận hưởng, gửi con học đến đại học. Nếu không có chuyện gì còn có thể tìm đến Trinh Siemaniu uống trà. Rất nhanh trực thăng đã đến địa điểm đáp đất, nhưng bọn họ không biết rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này ở phía xa. Anh ta lắp ráp súng trường bắn tỉa, đạn xuyên giáp uranium cỡ nòng lớn đã được rút ra. Lúc này trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh, đặc cảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bàn giao. Sang Biel cười, đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Lính bắn tỉa lại bắn ra một phát đạn, máy bay trực thăng không thể chịu được nữa, bị mất kiểm soát rơi xuống dưới. Ai cũng không ngờ đến, giải thưởng 100 triệu đô lại đem đến cho cảnh sát một rắc rối lớn như vậy. Vì vậy cảnh sát nhanh chóng thiết lập phương án 2, tất cả đặc chủng toàn bộ được xuất động. Chỉ vì hộ tống một mình Sang Biel, đoàn xe dài hàng chục mét hùng dũng, trên không trung còn có trực thăng bảo hộ, vô số người đẹp ở trên đường giơ cao biển hiệu để tỏ tình với Sang Biel, có người thậm chí còn cho kiểm tra hàng hóa. Suy cho cùng được gả cho tên nhà giàu như vậy cả đời sẽ không phải lo lắng gì. Xe rất nhanh đi đến một ngã rẽ, một ông già đẩy xe đẩy đã chặn bọn họ lại. Cảnh sát giao thông ở một bên thúc giục ông ta nhanh chóng rời đi, và giây tiếp theo. Vô số thành viên băng đảng xã hội đen nhảy xuống xe, với niềm đam mê điên cuồng của 100 triệu đô, bắt đầu tấn công đặc cảnh. Trên lầu cũng không ngừng ném bom khói xuống phía dưới, trong chớp mắt cả thành phố trở nên hỗn loạn. Thậm chí bọn họ còn bỏ ra cả RPG, đánh bom bắn phá xe cảnh sát. Dưới sự yểm hộ của Maji, vài tên cầm đầu thuận lợi tiếp cận chiếc xe hộ tống. Nhưng mở cửa xe mới phát hiện, người ngồi bên trong hóa ra là một hình nộm. Vài tên lão đại chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói, đây gọi là vờ sửa sạn đạo, ngầm vượt trần thương. Lúc này Sang Biel đang bị đặc cảnh đưa đi bằng đường ống ngầm, ngồi lên phương tiện đã được chuẩn bị sẵn. Trên đường đi Sang Biel hỏi lương của đặc cảnh là bao nhiêu, một năm cậu có thể kiếm được 66.000 đô không, tăng ca cũng không có. Thật vô dụng, sau đó liền nói chỉ cần dừng xe và thả anh ta đi, tiền thưởng sẽ nhân đôi. 200 triệu đô, ba người mỗi người 66 triệu đô. Đặc cảnh Đa Hai nghe xong liền nói đùa rằng, nhất định phải đưa tiền mặt, bọn tôi không nhận chi phiếu. Anh ta tuy rằng không quan tâm, nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, có người động tâm rồi. Người đặc cảnh phụ trách lái xe đột nhiên dừng xe, rút súng ra chĩa vào đồng đội của mình. Đa Hai hỏi anh ta đang làm gì, rất rõ ràng, anh ta muốn nhận nhiệm vụ này. Rốt cuộc thì 100 triệu đô quá hấp dẫn, thình lình một tiếng súng nổ ra, đặc chủng đã nghỉ hưu Da San đột nhiên xuất hiện. Hai người khống chế đồng đội rồi đem Sang Biel đi. Lúc này đặc cảnh mở đường phía trước đột nhiên phát hiện dị thường liền lập tức quay đầu. Hai tên phản đồ đem Sang Biel chạy vào ga tàu điện ngầm. Ở đó có đồng bọn của Da San sớm đã khống chế tài xế tàu điện ngầm, đợi đến lúc đặc cảnh đuổi theo thì đã muộn rồi. Quân đặc chủng vì 200 vạn tệ đã cướp đi phạm nhân. Mày tốt nhất là giữ lời hứa, cậu có thể yên tâm 200%. Lúc Da Hai dẫn những cảnh sát khác nhanh chóng chạy tới, Da San đã khống chế cả một con tàu. Lúc rời đi còn không quên giơ ngón giữa với đồng đội cũ. Nhìn thấy bọn họ ngồi tàu điện ngầm chạy thoát, đội trưởng lập tức liên lạc với trụ sở, muốn bọn họ phái người đến trạm tiếp theo để chặn. Trung tâm chỉ huy ngay lập tức triển khai, một lượng lớn đặc cảnh vội vã đến trạm tiếp theo.
Nhưng khi đến nơi, một chút động tĩnh của tàu điện ngầm đều không có, đội trưởng liền cảm thấy không đúng, dẫn theo Da Hai men theo đường sắt đuổi theo. Đồng đội ở trạm tiếp theo cũng dừng lại tìm kiếm, chẳng mấy chốc liền tìm thấy một chuyến tàu điện dừng giữa chừng. Da Hai mở cửa ra xem, bên trong một mảnh đen tối, cả ba đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại hành khách đang run rẩy và tài xế tàu điện ngầm, nói cho anh ta ba người bọn họ trốn thoát qua cống ngầm rồi. Vài người nhanh chóng đuổi theo, đường ngầm này dẫn đến đường nước ngầm, có thể khoan bất kỳ miệng ống dẫn nước nào trong phạm vi 5 dặm. Có bao nhiêu miệng cống? 6.000 cái. 6.000 cái, tôi không thể lo hết nhiều miệng cống như vậy. Lúc này Da Hai đã cùng đồng đội đến một ngã ba cống ngầm, căn cứ vào dấu vết trên mặt đất, rất nhanh liền xác định được phương hướng chạy thoát của đối phương. Lúc họ đi vào sâu hơn, tín hiệu liên lạc càng ngày càng yếu, cuối cùng bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với trụ sở chính. Mà trụ sở dần dần đã không còn nhận được tín hiệu từ tiểu đội, bắt đầu nghi ngờ bọn họ có phải cùng một băng đảng, dù thế nào thì sự mê hoặc của 200 triệu quá lớn. Ở bên kia, làm binh đặc chủng, Da San hiểu rõ đuổi theo bọn họ là người như thế nào. .ans ta đặt một cái bẫy trên mặt đất, hy vọng điều này làm chậm lại sự truy đuổi của bọn họ. Trước khi rời đi vẫn không quên thả bom khói làm cản trở tầm nhìn. Da Hai rất nhanh đã đem đồng đội đuổi đến đây, phát hiện một đám mây khói. Vài người vừa muốn đi qua, xém chút nữa là đi lĩnh cơm hộp. May mắn được Da Hai ở phía sau kéo lại, hóa ra được chôn dưới đất là một quả mìn, uy lực cực mạnh đủ để khiến bọn họ tan xương nát thịt. Da San ở phía trước di chuyển thật chậm, không nghe thấy tiếng mìn nổ. Anh ta biết rằng mánh khóe nhỏ của anh ta đã bị nhìn thấu. Bọn họ đi ra khỏi ống cống, trước khi rời đi hắn ta còn đem cửa sắt của ống cống khóa nút chết. Lúc này tổng bộ đột nhiên nhận được tin tức, đèn tín hiệu ở gần sân bay liên tục nhấp nháy. Lập tức suy ra hai kẻ phản bội chuẩn bị đem sang BL ngồi máy bay chạy thoát. Vì thế tất cả lực lượng cảnh sát được điều động đến sân bay, nhóm của Da Hai cuối cùng cũng đuổi đến miệng cống ngầm, phát hiện không ra được, chìa khóa quá lớn rồi, ngay cả đạn súng tiểu liên cũng không bắn mở được. Bọn họ chỉ có thể quay lại đường cũ tìm lại chỗ có đặt quả bom nổ, đem nó cố định trên cổng sắt bị khóa. Sau đó kích nổ. Sau khi ra ngoài họ cuối cùng cũng có thể liên lạc với trụ sở chính, biết được Da San đem phạm nhân chạy thoát bằng máy bay. Vài người đến đường chính chặn lại một chiếc xe Lincoln dài. Lúc chúng ta quay về rất có thể sẽ bị giết, sao không tận hưởng lúc này, cậu làm gì có cơ hội được ngồi lên chiếc xe tốt như vậy. Trên đường đi đến sân bay, bọn họ phát hiện dị thường. Hai ngày này có sân bay nào mới được xây dựng trong khu đô thị không? Không có sao vậy? Chiếc máy bay phản lực đó bay càng lúc càng chậm. Chính là nó muốn hạ cánh. Hắn ta muốn đi đâu, tôi cũng không biết, nhưng cứ đi theo nó là được. Lúc này Da San đã đem phạm nhân đến trên một cây cầu lớn. Đây là kế hoạch cuối cùng của anh ta. Cầu Sixth Street rộng bao nhiêu? 4 làn xe cộng với vỉa hè. Chỉ cần máy bay đủ nhỏ, nếu là phi công giỏi thì có thể hạ cánh. Điểm này thì không cần nghi ngờ. Biên tập muốn nói, cho tôi vài triệu đô la tôi cũng có thể hạ cánh cho bạn. Giảm tốc. Tên này cũng không vừa. Một chiếc máy bay lại có thể hạ cánh trên một cây cầu. Da San nhìn thấy một màn này cũng như chết lặng. Sau cùng máy bay dừng lại cạnh chỗ bọn họ 2 mét. Sang BL nhìn xong thì vỗ tay không ngừng. Da San giả vờ bình tĩnh rồi vỗ chiếc quần bị thấm ướt. Sau đó vài người chuyển động đem máy bay quay đầu, đem người đàn ông giàu có trên máy bay kéo xuống dưới đất. Người vợ bị bắt lại trên máy bay làm con tin, nhìn thấy họ sắp cất cánh. Lúc này cảnh sát mới kịp thời chạy đến. Bọn họ không thể để tội phạm đào thoát, một phát đánh đổ tấm chắn. Chiếc Lincoln nối dài đuổi theo chiếc máy bay với tốc độ cao. Nhưng không ngờ rằng Da San đã sớm có chuẩn bị. Anh ta bấm điện thoại trong tay khiến cho hai chiếc ô tô giữa cầu nổ tung. Đội trưởng lái xe húc văng chiếc xe đang cháy chạy xuyên qua, mắt thấy máy bay sắp cất cánh, Da San cũng rút ra tấm thẻ ngân hàng của mình. Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi, xác nhận chuyển tiền thành công thì ngươi tự do rồi. Lúc này đặc cảnh đã đuổi kịp, các thành viên trong đội rút súng ra và điên cuồng nhắm bắn vào máy bay, và bánh xe máy bay đã bị bắn trúng. Mắt thấy chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, phi công bắt buộc phải cất cánh, nhưng do tốc độ chưa đủ nên vẫn bị rớt xuống. Cơ trưởng chớp thời cơ lái xe điên cuồng đâm vào bánh máy bay. Sau nhiều lần bị công kích, máy bay cuối cùng cũng dừng lại, vịt đến tay cũng bay mất rồi. Những kẻ phải bội này đầu đầy tức giận, lao xuống máy bay liều mạng chống cự. Da San thấy tình hình không ổn, kéo con tin đến bên cầu. Trong chớp mắt, anh ta đã biến mất trên cây cầu. Tên nhà giàu sang BL cũng không chạy thoát, bị đè trên đất và cọ sát mạnh. Một tên phản đồ khác không nói nên lời từ biết các trưởng lão. Da Hai thấy tên cầm đầu là Da San chạy rồi, lập tức cũng men theo dây thừng trượt xuống. Xuống tới phía dưới anh mới phát hiện, dưới cầu không phải là nước sông, mà là đường ray xe lửa. Ở phía bên cạnh đường sắt tối mịt, anh ấy bắt đầu truy tìm Da San, lần theo dấu chân đến gần chỗ cỗ xe. Đột nhiên bất ngờ bị đánh ngã,
Sau đó cả hai vật lộn với nhau. Hai người đã từng là đối tác tốt nhất, nhưng hôm nay Dasan vì lòng tham mà bán đi linh hồn. Mắt thấy tàu hỏa sắp đến, hai người vẫn đang chiến đấu không dứt. Giao tình sống chết bao nhiêu năm, cứ như vậy chết dưới tay của chính mình. Tôi nghĩ đây là cái ác không thể đàn áp được cái chính nghĩa. Cuối cùng tên nhà giàu Sang Biel bị đưa đến nhà tù liên bang, và chờ đợi hắn ta sẽ là tù chung thân. Lúc này Sang Biel mới biết, thì ra tiền không phải vạn năng, trên đời này còn có rất nhiều chuyện không thể dùng tiền giải quyết được.